Tiên rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin FVNC Việt Nam ngày hôm nay 14 tháng 8. Và trong bản tin này thì chúng tôi sẽ lần lượt gửi đến quý vị những tin tức nổi bật sau đây. Đầu tư cho giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn thiếu cân đối, đặc biệt trong khối mầm non. Theo khảo sát của VCCI, 57% doanh nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long bị giảm doanh thu trong nửa đầu năm. Nhưng trước hết sẽ là ngày mai, Hội đồng Thẩm định Nhà nước sẽ nhóm họp phiên thứ 3 để tiếp tục xem xét về việc đầu tư dự án sân bay quốc tế Long Thành. Kính thưa quý vị, sau phiên thẩm định thứ 2 vào tháng 3 năm nay thì ngày mai 15 tháng 8, Hội đồng Thẩm định Nhà nước sẽ nhóm họp phiên thứ 3 để tiếp tục xem xét báo cáo đầu tư dự án sân bay quốc tế Long Thành. Nhiều ý kiến cho rằng đây sẽ là phiên cuối cùng để xác định có đầu tư xây dựng hay không. Trong phiên thẩm định thứ 2, báo cáo giải trình của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam gọi tắt là ACV đã đưa ra được dự báo lưu lượng vận chuyển trong tương lai của sân bay Tân Sơn Nhất theo yêu cầu của Hội đồng Thẩm định. Theo đó, ngay từ năm 2013, sân bay này đã đạt lưu lượng 20,3 triệu hành khách một năm và sẽ trở nên quá tải vào những năm sau đó. Liên quan đến giải pháp mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất và cải tạo sân bay quân sự Biên Hòa, báo cáo của ACV là không khả thi. Cũng tại phiên thứ hai, ý kiến phản biện của chuyên gia độc lập về hàng không cho rằng quy mô diện tích sân bay lên tới 5.000 hecta để đạt công suất 100 triệu hành khách một năm và 5 triệu tấn hàng một năm là không hợp lý. Cảng hàng không Sát Lâm Cốt của Hồng Kông chỉ rộng 1,255 hecta với hai đường hạ cất cánh mà từ năm 2010 đã đón nhận hơn 50 triệu hành khách. Cảng hàng không Changi của Singapore chỉ rộng 1.300 hecta nhưng vẫn đón nhận 42 triệu hành khách một năm. Chủ tịch Hội đồng Thẩm định Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh đánh giá, trong phiên thẩm định thứ hai là báo cáo đầu tư chưa đưa ra giải pháp để sân bay Long Thành trở thành cảng hàng không trung chuyển quốc tế như mục tiêu đề ra. Cục Hàng không thuộc Bộ Giao thông Vận tải cho biết sẽ áp dụng giảm 50% giá dịch vụ sân bay cho các hãng mở đường bay quốc tế đến một số cảng hàng không tại Việt Nam nhằm khuyến khích phát triển vận tải bằng đường hàng không. Các hãng hàng không mở đường bay quốc tế đến 5 sân bay gồm Phú Bài, Huế, Cam Ranh, Khánh Hòa, Liên Khương, Lâm Đồng, Cần Thơ, Phú Quốc sẽ được giảm 50% giá trị dịch vụ bay trong vòng 3 năm kể từ ngày khai thác chuyến đầu tiên. Giá dịch vụ bao gồm hạ các cánh tàu bay, điều hành bay và soi chiếu an ninh. Theo Cục Hàng không, trong các sân bay kể trên, hiện chỉ có sân bay Cam Ranh có lượng chuyến quốc tế khá nhộn nhịp. Các sân bay còn lại hầu như chưa có chuyến bay quốc tế nào ngoại trừ Phú Quốc, vừa thu hút được một số khách hàng thuê chuyến. Vietnam Airlines hiện là hãng trong nước duy nhất khai thác tuyến bay quốc tế ở Cam Ranh. Trong khi đó, Vietjet Air và Jetstar Pacific mới mở đường bay quốc tế hết tại Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Ngoài việc giảm giá nêu trên, các hãng khi khai thác chuyến bay quốc tế thường lệ đến cảng hàng không nhóm B cũng sẽ được ưu đãi. Nhóm này gồm các sân bay có quy mô nhỏ, không bao gồm Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Buôn Ma Thuột và 5 sân bay kể trên. Kính thưa quý vị, liên quan đến việc báo chí gần đây phản ánh tình trạng nhiều trường trung học phổ thông dân lập tư thục tại thành phố Hồ Chí Minh tuyển không ra học sinh, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo cho rằng vấn đề này không nằm ở khâu quy hoạch mà ở chất lượng của từng trường. Thông tin được đưa ra tại hội nghị về công tác chuẩn bị năm học mới sáng ngày hôm nay 14 tháng 8. Kính thưa quý vị, hội nghị chuyên đề về công tác chuẩn bị cho năm học mới 2014-2015 được tổ chức nhằm thu hút cái sự đóng góp ý kiến của các cái ban ngành trong lĩnh vực này. Trong đó, cái vấn đề được đặt ra hàng đầu vẫn là áp lực lên cái hệ thống cơ sở vật chất còn rất thiếu thốn hiện nay. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, trong năm học 2014-2015, thành phố sẽ đưa vào hoạt động hơn 100 trường mới ở các cấp bậc học. Tuy nhiên, theo đại diện các quận Thủ Đức, Gò Vấp, áp lực quá tải vẫn còn rất lớn do các hộ gia đình tạm cư. Không những thiếu về số lượng thì các đại biểu tham dự hội nghị còn đưa ra một cái nghịch lý đã tồn tại từ nhiều năm nay trong việc đầu tư cơ sở vật chất tại thành phố Hồ Chí Minh. Đó là sự bất cân đối giữa đầu tư phát triển cái hệ thống giáo dục mầm non và cái hệ thống giáo dục trung học phổ thông. Theo đó, mặc dù có số trường mới đi vào hoạt động nhiều nhất trong các cấp bậc học, nhưng tính đến tháng 3 năm 2014, toàn thành phố mới có 870 trường mầm non, đáp ứng khoảng 310.000 trẻ. Đặc biệt, tại các khu chế xuất, khu công nghiệp hiện mới có 2 nhà trẻ đã hoạt động. Trong khi đó, thành phố đang có hơn 90 trường trung học phổ thông dân lập tư thục đang phải chia nhau 10.000 học sinh. Tình hình mà mất cân đối giữa công và tư, giữa các cấp học là phần lớn theo tôi nghĩ là từ cái quy hoạch giáo dục. Cái quy hoạch này xuất phát từ cái đối tượng là học sinh, là các cháu mầm non,
phải nắm cái số lượng đó, trên cơ sở số lượng đó mà mới tính đến số phòng học và với trường học. Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đã có chủ trương tăng số lượng các trường mầm non, tuy nhiên còn hạn chế về ngân sách. Riêng các trường trung học phổ thông tư thục, mục đích thành lập ban đầu là để thu hút học sinh ngoại tỉnh. Các cái nhà đầu tư thì người ta đã có khảo sát, nghiên cứu rất là kỹ trước khi người ta mở trường. Tôi cho rằng là cái việc mà thu hút học sinh đông hay không là nó phụ thuộc rất là nhiều về cái việc là chất lượng đào tạo của nhà trường. Thực tế là vẫn có rất là nhiều trường mà không phải trường tư đó, không phải là học sinh nào muốn xin vào đó cũng được. Tức là họ mở ra nhiều cơ sở và cũng vẫn rất là nhiều cái áp lực về sĩ số học sinh của họ. Còn lại thì cái việc thu hút đó là do chính các trường thực hiện cái chất lượng đào tạo của mình để có cái niềm tin của phụ huynh học sinh thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ thành công. Còn lại thì cơ sở vật chất là do những nhà đầu tư là người ta cũng bỏ vốn ra rồi thực hiện cái công việc đó cùng với lại một cái công tác xã hội hóa. Thì như tôi đã phân tích lúc nãy đó thì cái việc mà cấp thành lập để đầu tư rồi những cái điều kiện khác để cấp phép hoạt động thì chúng tôi thực hiện một cách đầy đủ theo cái quản lý của mình. Mục tiêu của ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh là đảm bảo đến năm 2020 đạt chỉ tiêu 3 phòng học trên 100 em đang độ tuổi đi học, bao gồm cả những em không có hộ khẩu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và trong chuyên mục con số mỗi ngày hôm nay thì chúng tôi muốn nói đến con số 57%, thưa quý vị. Đây là tỷ lệ doanh nghiệp khu vực đồng bằng sông Cửu Long bị giảm doanh thu nửa đầu năm nay, theo như một khảo sát do VCCI Cần Thơ mới công bố. Số doanh nghiệp cho biết có doanh thu tăng so với cùng kỳ năm ngoái rất thấp, chưa đến 5%. Khảo sát cũng cho thấy có quá nửa số doanh nghiệp đạt lợi nhuận dưới 50% kế hoạch năm 2014. Nhu cầu nội địa suy yếu và thị trường xuất khẩu eo hẹp là hai nguyên nhân chính dẫn đến sự khó khăn trong kinh doanh của doanh nghiệp khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Sau đó là những nguyên nhân như lao động chưa đáp ứng nhu cầu, chi phí đầu vào tăng, cơ hội tiếp cận vốn ngân hàng khó khăn và khả năng cập nhật thông tin về thị trường hạn chế. Và như thường lệ, phần thời lượng còn lại trong phần 1 bản tin FVNC Việt Nam ngày hôm nay sẽ là những tin tức đến thị trường chứng khoán trong nước trong phiên giao dịch hôm nay 14 tháng 8. Và chứng khoán hai sàn lại tiếp tục tăng điểm, thưa quý vị. Tuy nhiên, chỉ số VN Index tăng tốc mạnh hơn sàn Hà Nội. Thanh khoản toàn thị trường thì vẫn duy trì được xu thế tăng dần vào những phiên gần đây. Chỉ số VN Index tăng tốc từ đầu phiên khi lực cầu gia tốc tăng nhanh chóng đã đẩy hàng loạt cổ phiếu giao dịch đầy khởi sắc. Các mã vùng hồi lớn tăng giá giúp cho VN Index dễ dàng vượt mốc 605 điểm. Nhóm chứng khoán với SSI và HCM giao dịch tích cực, tạo sự hưng phấn nhất định cho nhà đầu tư. Bước sang phiên buổi chiều, thị trường có dấu hiệu hạ nhiệt mặc dù vẫn giữ được sắc xanh. Nhiều cổ phiếu trong rổ VN30 tăng giá tạo lực đỡ cho VN-Index, hoạt động giao dịch tiếp tục cải thiện trong ngày hôm nay. Chốt phiên, VN-Index tăng hơn 2 điểm lên mốc 605,25 điểm, khối lượng giao dịch đạt trên 100 triệu đơn vị, tương đương hơn 2.000 tỷ đồng. Tại sàn Hà Nội, HNX Index cũng duy trì sắc xanh hầu như suốt phiên giao dịch, mặc dù đà này có phần suy yếu so với phiên giao dịch trước đó. Cổ phiếu dòng chứng khoán của sàn này cũng đã đóng vai trò dẫn dắt khi lần lượt VND của VN Direct, BVS của Bảo Việt và KLS của Kim Long đều đồng loạt tăng giá. Bên cạnh đó, PVS của Kỹ thuật Dầu khí tiếp tục cho thấy vai trò chủ chốt trong phiên ngày hôm nay. Đóng cửa thị trường, HNX Index tăng 0,15% nhưng vẫn chưa thể vượt mốc 82 điểm, thanh khoản đạt hơn 700 tỷ đồng, ứng với hơn 59 triệu đơn vị. Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh trên HOSE với 110 tỷ đồng. Trong khi đó lại mua ròng nhẹ tại sàn Hà Nội khoảng 11 tỷ đồng. Và trong phần tiếp theo chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin đáng lưu ý sau đây. Sau gần 2 tháng triển khai hệ thống hải quan tự động mới thì doanh nghiệp vẫn gặp khó trong việc kê khai. Tiêu điểm hôm nay sẽ bàn về vấn đề tác quyền âm nhạc, nhìn từ tranh cãi về tiền tác quyền live show của nữ ca sĩ Thanh Ly do Đồng Dao tổ chức.